Nghiêm gia, tụi mình sẽ tìm ra ngọn nguồn của chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy nè? Những nhạc cụ phép thuật trong quán cà phê đã hấp thu sức mạnh từ giọng của Milza. Theo kế hoạch của chúng ta nhằm bảo vệ Afia. Mình không bảo vệ được cô ấy. Mình phải ra khỏi đây. Milza, đừng lo lắng quá. Tụi mình sẽ mang giọng của cậu trở lại. Mình hứa đó. Phải, tụi mình sẽ có giọng của cậu trước khi cậu nói được. Không có gì. Các cậu à, mình đã cảm nhận rằng Rumpelstiltskin đã đi vào thế giới cuốn sách huyền thoại rồi. Bây giờ chúng ta phải theo hắn. Mình xin lỗi Milza, nhưng mà cậu không thể biến hình nếu như không có giọng nói. Cậu hãy ở lại đây, tụi mình sẽ trở lại mà. Phép thuật Quiz Mythic Rum, tiên nữ của ngọn lửa rồng. Layla, tiên nữ của sóng biển. Laura, tiên nữ của thiên nhiên. Stella, tiên nữ của ánh mặt trời. Thecna, tiên nữ của khoa học kỹ thuật. Khu vườn này ẩn chứa rất nhiều năng lượng ma thuật đó các cậu à. Có lẽ nó là bảo tàng phép thuật cũng nên. Mình đoán hắn ta đang trốn ở đây đó. Không 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 không, không đúng đâu. Ta đang ở đây nè. Ở ngoài trời mà. Các cô đã tìm được nhà của ta. Ta biết mà. Nhưng các cô phải cẩn thận khi đi xung quanh đây. Nè, điều gì đã mang các cô tới vùng đất của ta vậy? Là cái đó.